Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi gọi ngay MangoTour 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Người nhà công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cánướngdaigiòn.com. Asuka Tiểu Đường, dầu gội nhuộm Nhật Bản, Bảo Thi Shop 714-230-5591. Chúng tôi đang gửi đến quý vị tin tức liên quan tới trường hợp một cái chết rất là đáng tiếc. Mà nếu như không có luật khắt khe cấm phá thai của tiểu bang Texas, thì có lẽ là bác sĩ và cũng như các dịch vụ y tế đã cứu sống được cô Crane mới 18 tuổi thôi. Mà trước đó cũng đã có một người phụ nữ khác cũng tử vong vì vấn đề dịch vụ chăm sóc thai nhi không được toàn vẹn. Điểm đáng chú ý là cả hai phụ nữ này không muốn phá thai. Đây là điểm đáng chú ý chứ không phải là họ muốn phá thai. Họ muốn phá thai họ có thể bay ra khỏi tiểu bang Texas. Họ chỉ muốn được đi khám thai định kỳ. Thế nhưng có những trường hợp rất là hiếm, nhưng nó xảy ra cho trường hợp của cô Crane 18 tuổi. Cô chết vào năm ngoái 2023. Nhưng mà cái trường hợp này họ nói rằng là do các bác sĩ và bệnh viện của Texas rất là sợ chăm sóc y tế cho người đang mang thai mà có những triệu chứng phụ. Bởi vì sao? Luật họ ghi rất rõ của Texas, và cái luật này đã có sau khi tòa tối cao pháp viện hủy bỏ cái việc mà cho phép người phụ nữ được phá thai, kể cả tại những tiểu bang bảo thủ như Texas và 17 tiểu bang bảo thủ khác, Kansas, vân vân. Thì trường hợp của cô Crane này như thế nào? Cô đi khám bác sĩ, cô cũng không biết cô mang thai nữa. Thì khi đi khám á, thì bác sĩ trong hai đợt khám đầu tiên á, thì bác sĩ của bệnh viện Texas hoặc là trạm xá nói rằng cô chỉ bị cúm, bị thường thôi, cho uống thuốc về. Nhưng mà về tới nhà uống thuốc theo lời bác sĩ cảm thấy không có hết, cô mới quay trở lại. Thì lúc đó họ mới thử nghiệm máu hết, thì họ mới thấy là trong máu của cô bị nhiễm trùng, một nhiễm khuẩn, một cái trường hợp bệnh rất là đặc biệt, không phải ai cái tuổi trẻ như thế cũng bị. Nhưng mà đồng thời họ tìm thấy là cô đang mang thai. Cái đây là một vấn đề chính mà trong bản tường trình họ ghi nhận đó. Đối với những người phụ nữ này á, bác sĩ rất là sợ. Bây giờ rủi ro mà chữa trị cho cô cái chuyện này đó, rủi ro mà cái thai nó ngừng tim thì sao? Có những trường hợp như vậy, cho uống thuốc mạnh quá, trụ sinh mạnh quá, hay là trường hợp giải phẫu như thế nào đó. Bởi vì luật Texas nói rằng bác sĩ, nếu mà một người phụ nữ đang mang thai, bác sĩ không được quyền cung cấp các dịch vụ ngừng nhịp tim của thai nhi. Thế thì làm cách nào để chữa trị cho người mẹ đang mang thai với những cái loại thuốc mạnh hoặc là phương pháp giải phẫu hay chữa trị máu mà không đụng đến thai nhi? Cái chuyện đó không thể xảy ra được, thế nào cũng bị ảnh hưởng. Cho nên họ nói trong thời gian qua, kể từ khi mà Texas đạt được những cái phiếu bầu mà quốc hội thống đốc ký ban hành luôn, là không được đụng tới trường hợp dịch vụ bao gồm khẩn cấp đụng tới thai nhi, bác sĩ bắt đầu từ chối. Họ nói tôi chữa được, nhưng mà bây giờ tôi chữa đó mà nó rủi ro mà cái bào thai nó ngừng nhịp tim á, là chết tôi. Tôi vô tù á, luật của Texas là bỏ tù bác sĩ luôn. Không những bỏ tù bác sĩ, bệnh viện bị phạt, rồi có thể những cái vụ kiện nó lên tới cả bạc triệu. Rồi bác sĩ cũng phải có bảo hiểm. Cho nên họ nói cái trách nhiệm nó nhiều quá, tại sao tôi phải lo? Thế làm gì? Trong thời gian qua đó, có những trường hợp
những người phụ nữ này đến một bệnh viện nói, oh, ở đây tôi cái trường hợp này họ chữa được. Nhưng mà họ nói, no, tôi để chuyển sang cho bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện đó. Thế là họ yêu cầu cái người này đang mang thai chạy sang cái bệnh viện kia. Giờ bệnh viện kia nói, ủa, cô bị cái gì mà tại sao bệnh viện A này chuyển sang bệnh viện B? Thì cô lại nói như thế. Bệnh viện B nói, ồ, cái trường hợp này khó đụng mà nha, không có dễ đâu. Thế là họ lại tìm cách chuyển cô đi, hoặc là không chữa trị, nói rằng cái trường hợp này nó quá là nguy hiểm, mà bây giờ chờ xin giấy tờ để mà được giải phẫu đó, rất là khó. Cho nên họ nói, nội cái chuyện bàn giấy không thôi đó, đủ cho các cô, các bà này là dễ chết như thường. Rồi chuyện gì xảy ra? Hai cái chết của hai người phụ nữ. Họ không muốn phá thai, họ muốn giữ thai. Nhưng mà trong trường hợp những tiểu bang khác thì họ nói, họ sẽ nói thẳng, ô, bác sĩ nói rằng, ô, nếu mà chúng tôi chữa trị cho cô đó thì có khả năng là cô không giữ được bào thai. Cái chuyện nó rất là thường tình, thưa quý vị, nhất là chữa trị những cái bệnh máu vân vân, thì họ phải hy sinh thôi. Thì nói, bây giờ nên tôi phải cứu mạng của cô. Cô muốn cứu mạng của cô hay là cô muốn cứu mạng đứa bé? Trong khi đứa bé nó mới có 1-2 tháng, quá nhỏ luôn, chưa có đủ thành một cái bào thai lớn để có thể cứu được. Và đó là một cái vấn nạn rất lớn, do cái tình trạng bàn giấy và cái tình trạng cấm phá thai tại những tiểu bang tương tự như ở Texas và các tiểu bang bảo thủ. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì tờ Bloomberg họ nhận được tin tức từ bên trong của Boeing đó, cho biết là công ty Boeing trong thời gian sắp đến, có thể 1-2 tuần sắp đến, sẽ giải thể cái cơ quan DEI, DEI viết tắt là đa dạng, công bằng và hòa nhập đó thưa quý vị. Thì được biết là phía bây giờ đó, Boeing chưa có tuyên bố ra ngoài, nhưng mà một số nhân viên họ đã nhận được memo từ phía công ty là một khi mà giải thể cái cơ quan này đó thì sẽ sáp nhập chung với lại cái Department Human Resource, Human Resource dịch ra là nhân sự thưa quý vị, thì đồng nghĩa với việc là sẽ cắt giảm, sa thải bớt nhân viên, tại vì bây giờ những người bên DEI đó sẽ chuyển qua làm cho bên nhân sự, thì sẽ một lúc quá nhiều người như vậy thì sẽ chặt bớt người. Thì những người tin tức bên trong khi mà họ tiết lộ với Bloomberg đó, thì họ nói là họ nghe đồn thổi là có thể cắt giảm lên đến 10% của cả hai cái department này luôn. Thì quý vị cũng nhớ là cái vụ mà cái chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập đó, một số các công ty lớn họ bị bắt buộc phải có, đó là tránh cái trường hợp kỳ thị ở nơi công sở, mà thật sự cái chính sách này đó là nó thiên vị cho những người gốc Phi Châu, người thiểu số và phải là phụ nữ. Nhưng mà trong hơn 4 năm vừa qua đó thì bắt đầu chúng ta thấy là có một số các công ty lớn, các tập đoàn lớn, họ bị chính những người nhân viên ở lâu năm ở trong công ty đó họ chỉ trích và sau đó thưa kiện tùm lum hết. Đặc biệt những người mà thưa kiện đó là những người có thể làm lâu năm nhưng mà là đàn ông và là Mỹ trắng. Họ nói tại vì cái chính sách này đi kỳ thị những người như họ. Tại vì cái chính sách này đó bắt buộc, ví dụ thưa quý vị, Boeing là bắt buộc ở hội đồng cổ đông đó là phải có 10% là nữ, rồi 10% là người gốc Phi Châu, rồi 5% là người châu Á chẳng hạn, như vậy phải có. Thì bây giờ thí dụ những cái đơn kiện đó họ nói là so sánh giữa hai ứng viên, ví dụ hai ông này đều là managers, bây giờ sắp sửa họ muốn vào một cái chức director, nhưng mà một người đó là ông manager Mỹ trắng, còn một người là người gốc Phi Châu, thì bây giờ theo cái chính sách này là phải nâng đỡ cái ông gốc Phi Châu đó lên, thì nó tạo ra một cái môi trường làm việc không có công bằng. Thì rất nhiều người họ đã thưa kiện, họ nói là vì cái chính sách này mà họ không có cơ hội thăng tiến ở trong chỗ làm, rồi nhiều khi mà thuê mướn đó thì cũng phải theo cái chính sách này là 10 người thuê vào thì cũng phải có 5 người là gốc Phi Châu, rồi 1-2 người gốc châu Á chẳng hạn, như vậy. Nhưng mà nếu mà so sánh hai ứng viên đó thì
bất kể là phải chọn những cái người gốc Phi Châu trước, là cũng dính một loạt những cái đơn kiện. Cho nên là sau 4-5 năm nay, chúng ta bắt đầu thấy một loạt các công ty lớn họ tuyên bố bây giờ là họ trong công ty của họ không có còn giữ cái chính sách đó nữa, mà đi đầu là Ford, Lowe, Harley Davidson, John Deere và Target, và bây giờ là đến Boeing, thưa quý vị. Sau đây là bản tin để cho thấy có những ai mà gặp khó khăn trả nợ, không phải là nợ mà cái gánh nặng liên quan tới nhà cửa. Một trong những gánh nặng mà chúng tôi đã nghe được rất nhiều người cũng ta thán á, là cái khổ đây, mua nhà vào thời điểm này ở California, ngoài cái chuyện cái giá nhà nó cả triệu mới vào được, nhưng mà bên cạnh đó là cái tiền thuế thổ trạch. Ngày xưa là một vài trăm ngàn, cái thuế thổ trạch có 1%, nó 1.000 tháng, 2.000 tháng, thậm chí 3-4.000, bây giờ là 10.000, 12.000 một tháng. Thì nếu vì lý do nào đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại với gửi đến quý vị bản tin này. Wild Crab, nhà hàng dành cho gia đình đậm đà truyền thống quê hương với cá kèo kho, canh chua mồng tơi, thịt kho quẹt, gà ủ rơm, đặc biệt có cơm niêu hay crawfish cùng hải sản tươi nhập từ Louisiana với hương vị đặc trưng, mac and cheese và các món trẻ em yêu thích. Wild Crab, nơi ký ức Việt Nam kết hợp ẩm thực Mỹ trên bàn ăn của cả gia đình cho mọi lứa tuổi. Hãy đến và trải nghiệm hương vị kỷ niệm đậm đà khó quên. Wild Crab, góc đường Westminster và Euclid, số điện thoại 657-210-4809.